Cảm ơn Chúa vì chúng ta có cái đi kỳ trại chung với nhau. Và như chúng ta biết là cái chủ đề của kỳ trại của mình là gì? Nói chung. In English. Nói con nói chung. Yes. Good. So good. Yeah. Như các bạn biết là nói về cái gia đình hay là về cái vai trò hay cái tầm quan trọng của gia đình đó, thì ai trong chúng ta cũng có thể nói thao thao bất tuyệt hết trơn á. Nào là gia đình là tổ ấm nè, là cái môi trường, là cái nền móng để mình trưởng thành, là để mình phát triển, là gia đình là cái tế bào thu nhỏ của xã hội nè, là bản sao thu nhỏ của hội thánh nè, vân vân và vân vân, đúng không? Nhưng mà trong thực tế đó, thưa anh chị em, trong thực tế thì gia đình không thực sự quan trọng như hầu hết chúng ta nghĩ. Có nghề sốc đúng không? Bằng chứng là gì? Bằng chứng là không nhiều người trong chúng ta dành cái thời giờ xứng đáng, dành cái thời giờ một cách mà có chất lượng cho gia đình của mình, để xây dựng gia đình của mình thành một cái gia đình hạnh phúc thật. Ngày nay mà khi nói tới cái từ xây dựng gia đình là chúng ta nghĩ tới cái từ là cái gì? Là kết hôn đúng không ạ? Cưới vợ, lấy chồng đúng không? Nhưng mà kết hôn chỉ là mới dựng cái nhà thôi, chứ không phải là đã xây xong cái nhà, đã hoàn công đâu. Kết hôn chỉ là mới gieo hay là trồng một cái cây con thôi. Có một cái phần kinh thánh ở trong Cô Rinh Tô thứ nhất chương B, từ câu 6 đến câu 9. Ok. Có một cái câu kinh thánh ở trong Cô Rinh Tô thứ nhất chương 3, từ câu 6 đến câu 9. Lần Chúa viết như này: tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy nên người trồng kẻ tưới đều không là gì cả, nhưng chỉ có Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Người trồng kẻ tưới đều như nhau, mỗi người sẽ nhận được tiền công tùy theo công sức của mình. Vì chúng tôi là những người cùng làm việc cho Đức Chúa Trời, anh em là đồng ruộng của Đức Chúa Trời, là nhà của Đức Chúa Trời. Đây là cái phần kinh thánh mà Phaolô nói về cái việc gây dựng hay là phát triển hội thánh Chúa. Nhưng mà tôi và anh chị em cũng có thể áp dụng cho cái việc gây dựng, xây dựng cái gia đình của mình. Lý do vì chúng ta là hội thánh. Chúa nói gì? Hội thánh của Chúa không phải là cái tòa nhà, mà là những con người, anh chị em, là những người có cùng niềm tin nơi Chúa Giêsu. Chúa thì sẽ làm cho gia đình của chúng ta lớn lên, nhưng mà tôi và anh chị em thì cần phải làm gì? Trồng, cần phải tưới, đúng không? Tức là mình mà trồng và tưới thì tôi và anh chị em phải dành cái thời giờ thích đáng để tới lui, để ăn ở hàng ngày cái nơi mà mình thường xuyên. Cái nơi mà tôi và anh chị em thường xuyên ăn ở hàng ngày là nơi nào? Là gia đình của mình, là nhà của mình, đúng không? Tôi và anh chị em không thể phó mặc cho nó tự lớn lên được. Nhưng mà nếu tôi anh em thành thật mình nghĩ lại, mình sẽ thấy gì? Dường như mình đang để cho gia đình của mình tự lớn lên. Nói đến cái việc xây dựng hội thánh chẳng hạn, thì tôi và anh chị em cần phải nói đến cái việc là củng cố cái mối quan hệ giữa các thành viên trong hội thánh với nhau. Củng cố như nào? Có phải là chỉ cần cùng thờ phụng Chúa vào Chủ nhật không? Như vậy thì củng cố giữ chưa? Nếu hội thánh nó mà không có thời giờ thông công với nhau trước và sau cái giờ nhóm, nếu hội thánh nó mà không có cái thời giờ đi thăm viếng lẫn nhau, không có cái thời giờ kết nối giữa các thành viên trong hội thánh với nhau đó, thì liệu cái mối quan hệ giữa các cái thành viên ở trong hội thánh nó có được củng cố, có được làm cho vững mạnh, có vững chắc không anh chị em? Cũng không thể đó, với cái mối quan hệ giữa các cái thành viên trong gia đình của chúng ta với nhau. Gia đình của anh chị em còn có gặp mặt hàng ngày không? Gia đình anh chị em có còn ăn cơm chung bề không? Gia đình anh chị em có còn ngủ chung không? Quan trọng là gia đình anh chị em có còn trò chuyện vui và thật thà thoải mái với nhau không? Nhớ là trò chuyện nó khác với nói chuyện trao đổi thông tin nha. Nhiều khi trong gia đình mình vẫn vợ chồng vẫn còn nói chuyện với nhau, nhưng mà không có trò chuyện, để chỉ là trao đổi thông tin là cha mẹ với con cái vẫn còn nói chuyện với nhau, nhưng mà để trao đổi thông tin cha mẹ muốn hỏi cái gì đó, chứ không phải là trò chuyện với nhau. Anh em có nghe cái câu mà người ta cảm thán là bán sức khỏe kiếm tiền rồi lấy tiền mua sức khỏe không? Đâu có ai trong anh chị em nghe câu này chưa? Nó
đó là một cái sự đánh đổi đau đớn đúng không? Người ta sẵn sàng bán đi sức khỏe đó là để đi lao động miệt mài đó, rồi để kiếm tiền, rồi sau đó lại bỏ tiền đi mua sức khỏe, bởi vì lao động miệt mài thì nó sẽ làm dẫn tới cái gì? Kiệt sức. Nhưng mà trong một cái chừng mực nào đó thưa anh chị em, thì tiền đó nó còn có thể mua được ít nhiều sức khỏe, tức là trả tiền để chữa bệnh đó. Nhưng mà coi là anh chị em không để đánh đổi hay là bán đứng gia đình của mình để kiếm tiền, thì chúng ta không thể lấy tiền để chuộc lại được cái gia đình của mình. Tôi là anh chị em không thể lấy tiền để chuộc lại vợ hay là chồng hay là con cái của mình được. Mà nếu bạn nào đã từng xem cái phim Mai á, à, xin lỗi, cái phim Lật Mặt Bãi, Một Điều Ước của Lý Hải đó, thì trong đó có một cái câu nói của nhân vật Hai Khôn là nó phản ánh một cách chân thật những cái người làm cha, cái tình cảnh của những người làm cha làm mẹ ngày hôm nay, đó là chỉ biết cố xây cho được một ngôi nhà đẹp, một quên mất việc, quên mất tiêu cái việc là phải xây cho mình một cái ngôi nhà hạnh phúc. Thì không chỉ những cái bậc làm cha làm mẹ ngoài Chúa các bạn đâu nghe, mà ngay cả trong Chúa cũng vậy, kể cả những người hầu việc Chúa là một sư truyền đạo cũng vậy. Nhiều khi tôi và anh chị em cứ mãi mê theo đuổi công danh sự nghiệp, mãi mê cái chuyện kiếm tiền, rồi mắc kẹt trong cái nguồn quay kiếm tiền, mà quên mất rằng cái người bạn đời của mình, con cái của mình cần lắm cái sự quan tâm, cái sự yêu thương. Chúng ta cũng cần lắm những cái bữa cơm gia đình hạnh phúc đầy ắp tiếng cười. Đừng để cái gia đình riêng của anh chị em rơi vào cái tình cảnh là tiền bạc thì không thiếu, chỉ thiếu mỗi tình thương. Đừng để cái gia đình của anh chị em rất là nổi tiếng đối với xung quanh, hàng xóm láng giềng, nhưng mà trong nhà không có tình thương. Đừng để mỗi một thành viên trong gia đình anh chị em là những người mà ai ở ngoài cũng biết hết, nhưng mà khi ngồi lại với nhau chỉ nói chuyện chứ không có trò chuyện được. Cái kỳ trại này được tổ chức là nhằm cái mục đích giúp cho anh chị em, gia đình anh chị em có cái cơ hội gần gũi nhau, để cởi mở với nhau hơn, cùng chơi chung với nhau, để nhận ra là gia đình mình có gì và gia đình mình thiếu gì, cá nhân mình cần sửa đổi điều gì, phát huy điều gì trong việc trồng, trong việc tưới, để Chúa có cái cơ hội mà làm cho gia đình của mình hay là cái cây hạnh phúc của gia đình của mình nó lớn lên, nó cho bông cho trái anh chị. Và tôi tin chắc rằng là cái kỳ trại này sẽ cho nhiều người trong chúng ta thấy được là mình biết, mình hiểu vợ mình, chồng mình, con cái mình, mẹ mình như nào. Chỉ có cái khi mà cô và các bạn quan tâm thật nhiều đến người thân của mình mới có thể hiểu được người thân mình tới đâu, mình có thể biết được người đó tới đâu, mình mới có thể biết được cái sở thích của người đó, mình mới có thể biết được cái thói quen của người đó. Tôi có đề xuất với mình ban tổ chức là phải có một số trò chơi để trách nhiệm xem giữa các thành viên ở trong gia đình của các bạn với nhau đó, các bạn biết được cái thói quen nào của người ta, các bạn biết được cái sở thích nào của người ta. Đừng nói hai chồng sống bao nhiêu năm rồi bây giờ hỏi vậy. Cái quần của bạn số mấy? Không biết. Ha, tôi nói điều này, cái kỳ trại này nhằm có mục đích là để cho chúng ta nhận ra được là mình thiếu quan tâm nhau như nào. Nếu mà anh chị em biết đó, được sự quan tâm nhau đó, là anh chị em sẽ hiểu những cái điều riêng tư đó. Và trong cái chỗ này nè, ngay trong cái kỳ trại này, tôi muốn anh chị em nhận ra để gì? Nếu mà mình không biết về nhau đó thì làm sao mình có thể cảm thông cho nhau được? Mà không cảm thông thì làm sao có thể thấu hiểu? Mà không thấu hiểu thì làm sao có thể đi trong cái con đường này ở trên đất, ở trong cái sự thuận hòa, ở trong cái sự thuận lợi. Và cũng ở chỗ này ai nấy trong chúng ta cũng sẽ thấy được cái sự ích kỷ, cái sự vô tâm của mình. Vì người nhà của mình thì có thể là biết mình, biết sở thích, biết thói quen của mình, còn chính mình thì không biết gì về chồng của mình, không biết gì về vợ của mình, không biết gì về mẹ của mình, không biết gì về con của mình hết. Mình không biết gì cái sở thích của mẹ mình, mà mình chỉ có đòi hỏi thôi. Có thể ai đó trong anh em không có gia đình tham dự đầy đủ trong cái kỳ trại này thì cũng hãy bắt đầu với chính mình, tức là hãy tự check xem thời giờ mà anh em dành cho gia đình riêng của anh em như thế nào, mức độ hiểu biết của anh chị em đối với các thành viên trong gia đình của anh chị em, gia đình riêng của anh chị em là tới đâu, đâu là điều mà anh chị em cần phải thay đổi trước tiên ngay trong kỳ trại này và sau đó. Tôi nghĩ rằng là cái kỳ trại này còn là cái cơ hội để tôi và anh chị em có thể học hỏi từ những anh chị em khác, từ những gia đình khác, qua những gì Chúa làm, những gì Chúa dạy họ. Có thể nhiều điều là chúng ta
tạp lắm ở trong cái tiền trại này cho để cho cái việc xây dựng một cái gia đình tinh kính. Cho nên tôi cầu xin chúc ban cho anh chàng cả người lớn lẫn trẻ em ở tại đây một cái tấm lòng khiêm nhường, một cái tấm lòng chịu học, và cầu xin chúng ban cho tất cả chúng ta mỗi một người có một cái tấm lòng mình muốn vừa làm theo ý tốt của Chúa. Hai mặt ban tổ chức tôi xin tuyên bố thay mặt cái tiền trại kết nối yêu thương Love and Action. Nhưng mà chúng ta bằng những tay trong việc này, chúng ta đứng lòng về trước và chúng ta cùng cầu nguyện với Chúa. Hãy nắm tay cái thành viên ở trong tổ của mình lại. Chúng ta đứng sắp hàng có thể nắm tay trước tay sau. Hãy ao ước rồi cái lòng cái sự kết nối. Không 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 có nắm tay vòng tròn, cứ nắm tay một khoảng hàng cũng được. Và một hàng dọc người nắm tay trước tay sau. Chúng ta hướng lòng về Chúa và chúng ta cầu nguyện. Có một vài mẹ chưa biết về Chúa, chưa biết về cầu nguyện Chúa, nhưng hãy nắm tay lại trong sự kết nối yêu thương này để tình thương của Chúa có thể đến với các bạn. Và Thánh ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì cho lòng tốt lành ngày ban cho chúng con để có thời giờ là vui vẻ với nhau, thông công với nhau ở trong tình yêu của Chúa. Chúng con mỗi một người chúng con khi nhiều đủ để lòng chúng con có thể cầm cha đi, để chúng con có thể đón nhận tình thương của Chúa dành cho chúng con qua anh chị em của chúng con, qua những thần của chúng con trong thời gian này. Nhân danh Chúa Giêsu, con có thể chứng phán rằng kẻ ác không có chỗ trong hội của những người công bình. Cho nên tà linh ma quỷ quyền lực của sự tối tăm linh lãnh địa không có quyền gì ở tại cái kỳ trại này. Hãy tránh xa khỏi chúng ta và hãy để cho dân sự Chúa thầu của Chúa trời, và hãy để tất cả người lớn kẻ nhỏ ai nấy được khỏe mạnh để đón nhận sự vui mừng của Chúa sẵn sàng cho họ. Cầu xin Chúa ban cho việc kết nối lành. Cầu xin Chúa làm cho sức lực của mỗi một người trong chúng tôi được sung mãn. Và nhân danh Chúa Giêsu, con cầu xin Chúa làm cho mũi màu của tối cũng xa rời khỏi chúng ta, không có phán mở cái khu vực mà dân sự Chúa đang nghĩ đâu là tại đây. Chúa bảo vệ hôm nay chúng con đứng xuống con, chúng con chung tấm những người chúng con như lên trên cho các cái cầu cho xin Chúa ở cùng ban bình an cho và làm cái này lấy chúng con được vui khỏe ở trong ơn và trong sự thương xót của Chúa. Cầu xin Chúa tế trị trên vấn đề dị năng cũng như là vấn đề đường truyền của chúng con, để tất cả mọi điều chúng con làm được tương nguy hiểm cho Chúa, đem lại sự khích lệ gây dựng cho nhiều người. Và chúng con tin rằng mỗi một người trong chúng con sẽ gặp gỡ Chúa một cách cá nhân, kinh nghiệm Chúa một cách đặc biệt trong kỳ thể này, để khi chúng con trở về chúng con có sức mới từ nơi Chúa để tiếp tục cuộc đua chúng bài sẵn trước mặt chúng con với tư cách là một chứng nhân của Giêsu phục sinh. Chúng con tạ ơn Cha thật nhiều. Chúng con trình dâng kỳ cải kết nối yêu thương này trong ân sủng và sự thương xót của Chúa. Chúng con biết ơn Ngài và đồng hành chúng nhiệt yêu cầu nguyện cùng danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Ok, rồi, nghe nè,
giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi. Nào anh em, nào anh em,